tình. Trang điểm thì lồng lộn, cái nếp chắc bị cái đẹp đánh chết rồi đấy. Ăn uống nhà hàng, cà phê sang chảnh, du lịch thì đi cả năm thế này à? Xem ra nữ công gia chánh cũng chẳng được là bao nhỉ. Kinh, hot face 100.000 người theo dõi cơ à? Lại công khai cãi nhau trên mạng nữa. Này, nói chung ấy, không thích hợp. Dạ nhưng mà bố mẹ chủ tịch đang chấm cô tiểu thư này lắm ạ. Liệu... Chấm thì tự đi mà cưới. Tôi không bao giờ lãng phí cuộc đời của mình, thời gian của mình để lấy một cái bình hoa di động như này. Cái gì? Anh ta dám nói về tôi bằng cái giọng điệu và thái độ đấy á? Được rồi, tôi sẽ khiến cho anh ta phải quỳ xuống chân xin được yêu tôi. Có đẹp mà không có nết, có ăn mà không có làm, không có học thức, sống trẻ trâu. Anh nhầm, quá nhầm rồi. Chị Trang, chị mà đăng lên như thế, sếp em biết lại lộ hết cả kế hoạch ra. Ừ nhỉ, quên. Mà chị đã được ông bà chấm rồi, sếp Hoàng có phản đối ấy, thì cũng không được đâu. Sao chị phải khổ như thế này làm gì ạ? Cưới được người ta thì dễ, nhưng mà làm thế nào để giữ được trái tim người ta mới khó. Anh ta cưới tôi cũng chỉ vì ép buộc. Thế một ngày nào đấy anh ta gặp được một người mà khiến anh ta cảm thấy thú vị, anh ta bỏ tôi thì sao? Thế ý chị là phụ nữ thì nên lấy người yêu mình hơn là người mình yêu ạ? Chính xác. Mà việc quan trọng ấy là chị đây trước giờ chỉ thích mình là duy nhất. Nhưng mà thiếu gì cách, sao chị phải chọn cách khổ như thế này ạ? Thì đấy, sếp của cậu đang nghĩ chị đây chỉ là một bình bông di động. Thế nên ý, chị đây sẽ đích thân thị phạm cho sếp của cậu biết chị là ai. Em chỉ sợ ấy, mấy cái công việc tay chân này chị làm không quen ấy, rồi lại khổ ra ấy. Lo bỏ trắng răng. Việc của cậu ấy là lo làm sao giữ được bí mật này đi. Còn kịch hay cứ để chị diễn cho mà xem. Dạ vâng ạ. Thế em xin phép em đi trước đây ạ. Lướt trên mặt nước ta như con sóng, trên của ta còn béo khi nghe kịch của ta đã phóng. Còn gì phải ký nữa không? Dạ không ạ. Hôm nay tôi có lịch gì không? 10 giờ anh có cuộc họp với cổ đông. Buổi trưa anh phải đi ăn trưa với cổ đông bên La La. 3 giờ chiều có cuộc họp báo ra mắt dự án mới ạ. Thế là lịch tối nay tôi rảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Hết việc rồi sao cô không ra ngoài đi? Em muốn hỏi tối nay anh rảnh có thể đi ăn cùng với em được không? Em biết một nhà hàng Thái mới mở, anh ăn ở đấy có thể nhớ lại quãng thời gian đi du học ngày xưa đấy. Dạ, thưa chủ tịch, nước của chủ tịch đây ạ. Vừa nãy em thấy anh ăn mặn quá, chắc là khát nước lắm ạ. Ở đâu có thể loại lao công hỗn láo như thế hả? Đi ra ngoài! Dạ, em cũng chỉ đang làm theo đúng lịch phân công công việc của em thôi ạ. Nếu mà bây giờ chị đuổi em đi ra ngoài thì ai sẽ dọn phòng cho chủ tịch? Hay là chị ạ? Ở đâu cái kiểu chủ nói một câu là cãi một câu? Theo như mối quan hệ công việc thì chủ sẽ là người trả lương cho em. Nhưng mà em nhớ là chị đâu có bỏ một đồng cá nhân nào ra để trả lương cho em đâu ạ. Cô... Nãy giờ em chỉ đang trả lời các câu hỏi của chị thôi. Chứ nếu em mà không trả lời, chị lại bảo em khinh thường chị. Mà em thì đâu dám làm như thế ạ. Thôi, cô thôi ra ngoài đi. Cãi nhau trước mặt sếp không phải là một việc mà nhân viên không láo lếu nên làm đâu. Dạ, em xin lỗi ạ. Em xin phép. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sợi đời, ngựa non hào đá.
Đừng tưởng đấu khẩu trước mặt người ta thắng là có lợi, sau này khó sống đấy. Đúng là em chỉ là một lao công bình thường, nhưng mà nãy giờ em chỉ đang trả lời những câu hỏi của cô ấy thôi ạ. À, thế tức là cô ấy hỏi thì cô trả lời. Thế tôi có than khát gì đâu mà cô lại mang nước vào. À, hay cô nghĩ tôi là loại cá chấm cỏ, ăn tạp, đúng không? Giỏi, cô giỏi đấy. Cảm ơn chủ tịch đã quá khen ạ. Công nhận là ngày trước em học giỏi thật. Mà từ ngày em vào công ty mình làm việc, em cũng có đường hướng để phấn đấu rõ ràng. Em nghĩ là chỉ cần là người giỏi, làm việc ở đâu cũng sẽ phát triển được, đúng không chủ tịch? Đánh trống lảng tốt đấy. Đi làm việc đi. Vâng ạ. Một con nhà quê, chân đất mắt toét, làm lao công mà cũng bày đặt ăn được tây hamburger. Thế còn cô thư ký xinh đẹp, sexy, lắm tiền, nhiều của mà lại đi ăn cướp đồ ăn của người khác thì sao? Mày! Chị sợ là cái trình độ tiếng Anh của chị phát âm người ta không biết, thế nên mới phải làm như vậy à? Hamburger, thư ký của chủ tịch mà lại đọc là hamburger. Được không? Để tao bổ cái não của mày ra, xem cái não của mày có gì hơn tao nhá. Tất nhiên là hơn chị rồi. Vểnh cái tai lên mà nghe tôi nói đây này. Hamburger. Kìa con kìa, mày biết cái đôi giày hàng hiệu của tao đáng giá bao nhiêu tiền không? Mày mày dám nhẫm cái chân dơ bẩn của mày lên hả? Cái đôi giày pha ke này mày chị bảo là hàng hiệu á? Hiệu nào? Chị lòe tôi à? Một con nhà quê như mày làm gì có tiền mà biết đến mấy thứ như này đáng giá bao nhiêu? Nói chung bây giờ tao bảo đền, tao đền. Thôi được rồi, tôi sai, tôi đền. Chị muốn bao nhiêu? 10 triệu. Đấy là tao còn giảm giá cho mày một nửa rồi đấy. Cái gì? Cái đôi giày pha ke này bán 500k người ta còn chửi cho đấy. Chị một vừa hai phải thôi. Tao đã nói rồi, một con lao công như mày thì biết thế nào gọi là hàng pha ke, thế nào gọi là hàng au. Không có tiền hả? Quỳ xuống kiếm sạch giày cho tao. Được rồi, tôi đền 500k là tôi đã rất hào phóng với chị rồi đấy. Chị mà không nhận là tôi đi đấy. Cô làm gì cô nào thế? Đây là công ty đấy. Sếp, cô ta là lao công nhưng mà cô ta hỗn láo lắm ấy. Đã cãi là em, đánh em, đã có nhẫm lên giày của em nữa đây này. Chủ tịch cứ check lại camera thì mọi chuyện sẽ rõ thôi ạ. Này, chủ tịch bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà quản chuyện của cô. Em nghĩ anh cứ đuổi việc thẳng cổ đi là xong. Không, tôi lại rất muốn quản chuyện của cô ấy đấy. Chiều nay cô sẽ ở lại làm thêm tăng ca, coi như đây là hình phạt của cô. Còn cô đi theo tôi, tôi sẽ mua cho cô chiếc giày mới. Thật ạ? Dù sao tôi cũng là chủ tịch của công ty này, tôi sẽ có trách nhiệm với nhân viên của mình. Dạ. Người chồng không biết nói đạo lý như thế á, chị đi chả thèm. Không được, tôi là người có tinh thần trách nhiệm, tôi sẽ làm đến cùng. Là anh à? Được tôi dậy. Ai bảo anh không lên tiếng cơ? Sếp đã mua đồ ăn cho, lại còn trách móc à? Mà cô cũng giỏi thật đấy. Đối đáp thông minh, ngoại ngữ tốt. Mà hình như còn giỏi cả việc
phân biệt đồ hiệu, đúng không? Tôi là dân chơi đấy. Mà cô biết võ à? Nói ra thì sợ anh không tin. Ngoài học võ, tôi còn học đàn, học hát, học múa, học ngoại ngữ, học... Nói chung là học nhiều lắm, cái gì tôi cũng thạo. Thế tại sao lại phải vào đây làm lao công? Có luật nào quy định tôi học những cái thứ đấy thì không được làm lao công? Mà cứ cho là tôi thạo tất cả những thứ đấy đi. Thì dọn dẹp tôi không giỏi, cho nên tôi vào đây để học. Cô thích hợp làm trợ lý đa di năng của tôi đấy. Để mà làm vợ anh ấy, tôi còn thích hợp hơn ấy. Để mà làm vợ anh, tôi còn thích hợp hơn. Dạ, thưa chủ tịch, cô Trang, vị hôn thê của chủ tịch tới ạ. Bảo cô ấy về đi. Sẵn tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi có người để thích rồi. Người anh thích là tôi à? Cô là... Nghe trợ lý của anh nói, anh đang tìm hiểu về tôi. Thế nên tôi đến đây để cho anh tìm hiểu đấy. Ý cô là... Dạ, đây chính là chị Trang, vị hôn thê của chủ tịch. Cũng chính là cô lão công đấy ạ. Tức là cô với cô lão công là một á? Tôi trang điểm đậm, không phải bởi vì mặt mộc của tôi không ra gì. Anh Hoàng này, anh say nắng tôi rồi à?